Chúng ta có bao nhiêu lần để sống à? Có lần thứ hai không? Ở đâu vậy? Lên thiên đàng. Là tiếp theo có được sống nữa không? Cái đó không ai biết được và anh cũng không trả lời được. Anh cũng chỉ biết là bây giờ anh được sống lần này thôi. Về khả năng con người á, chúng ta có thể làm mọi thứ nếu chúng ta biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Tại vì cùng lắm thì một lần sống của bạn thì 6-70 năm thôi, không nhiều đâu. Hãy xem cái lọ này là cuộc sống của bạn và chúng ta sẽ bỏ vào. Các bạn thấy đây chưa? Bỏ tiếp theo. Đây chưa các bạn? Đây chưa ta? Vô tiếp. Vô thì đây chưa? Đây là chiếc lọ cuộc sống của mỗi người. Những cái quả cam bự này nó đại diện cho những cái điều quan trọng trong cuộc sống: sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, ước mơ, đam mê gì đó của bạn. Đó là những điều quan trọng. Những cái viên đá cuội này đại diện cho cái gì? Công việc của bạn, nhà của bạn, xe của bạn, bạn bè của bạn. Những vấn đề nhỏ hơn. Cát đại diện cho điều gì ạ? Nó là cái gì đó nhưng mà nhỏ như cát thôi. Nếu chúng ta bỏ cát vào ngay từ đầu thì sao? Thì chúng ta sẽ không còn bất cứ một không gian nào để dành cho một thứ gì đó to lớn hơn, mà cuộc sống của bạn sẽ bị chiếm hữu bởi tất cả những cái thứ nhỏ nhặt khác. Ở đây mình đang nói đến hai khía cạnh là thời gian và sức lực, đó là cái chúng ta có hạn. Vậy bạn hãy để ý đến những cái điều quan trọng trong cuộc sống mà nó tạo nên hạnh phúc cho bạn. Hãy chăm chút, hãy dành thời gian cho những việc quan trọng đó và phải biết xác định được đâu là ưu tiên hàng đầu của mình và bỏ nó vào trong chiếc lọ cuộc sống của mình theo thứ tự mà chúng ta đã vừa làm. Nhân tiện hãy chiêm nghiệm lại cái câu chuyện của bạn. Hiện tại chúng ta đã đâu đó tiêu 1/3 hoặc là 1/2 chặng đường 60 năm cuộc đời. Và xem lại hiện tại mình đã bỏ được cái gì vào trong chiếc lọ cuộc sống của mình. Mình đã xây dựng được gì trong cái cuộc sống của mình rồi. Và coi thử hiện tại mình đang dành thời gian và sức lực để xây, để tạo cái điều gì cho cuộc sống của mình. Coi thử sắp tới mình sẽ dành thời gian và sức lực của mình tập trung vào những việc ưu tiên nào để tạo nên những cái điều gì quan trọng mà nó quyết định đến hạnh phúc của mình.